Kính chào quý vị, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình hôm nay, Chủ nhật 9 tháng 5. Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia chỉ đạo các địa phương trong cả nước khẩn trương rà soát, cập nhật danh sách và phát thẻ cử tri. Các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú du lịch tại Bà Rịa Vũng Tàu siết chặt phòng dịch COVID-19, đặt mục tiêu đảm bảo sức khỏe cộng đồng lên trên hết. Làng Nga ở Bà Rịa Vũng Tàu, biểu tượng của tình hữu nghị của hợp tác đầu tư bền vững giữa hai dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga. Trong phần tin thế giới, Pháp hối thúc Mỹ dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu vaccine. Đông Nam Á siết chặt phòng chống dịch bệnh COVID-19. Báo động về tốc độ tan chảy của sông băng trên toàn cầu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu chương trình thời sự tối là những thông tin chỉ đạo từ các bộ ngành trung ương liên quan đến công tác phòng dịch COVID-19. Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa có văn bản gửi Ủy ban Bầu cử các tỉnh thành cả nước yêu cầu rà soát cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri, trong đó lưu ý các trường hợp cử tri có yêu cầu đặc biệt như cử tri ốm đau, già yếu, khuyết tật hoặc cử tri thuộc diện đang cách ly phòng dịch COVID-19. Tổ bầu cử cần xác nhận lại nguyện vọng của cử tri về việc sẽ thực hiện bỏ phiếu bầu cử ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri hay bỏ phiếu ở nơi khác. Trường hợp cử tri xác nhận bỏ phiếu ở nơi đã được ghi tên vào danh sách cử tri, thì tổ bầu cử mới phát thẻ cử tri để cử tri thực hiện quyền bầu cử. Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi lãnh đạo các tổ chức tôn giáo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19. Bộ Nội vụ đề nghị lãnh đạo giáo hội, các tổ chức tôn giáo trên cả nước tăng cường tuyên truyền, chỉ đạo chức sắc, chức việc, tín đồ, nghiêm túc tự giác và tích cực thực hiện các biện pháp phòng dịch, nghiêm khắc với các hoạt động tập trung đông người mà không tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Các hoạt động lợi dụng tôn giáo mạng xã hội để tuyên truyền thông tin tiêu cực, không đúng về tình hình dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong tín đồ quần chúng nhân dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban Bầu cử của tỉnh cũng đã có quyết định tổ chức các hội nghị vận động bầu cử theo hình thức trực tuyến. Theo hình thức này, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Quốc hội Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, các cử tri dự hội nghị tại những điểm cầu ở Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Như vậy, từ ngày 10 tháng 5, 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 sẽ có buổi tiếp xúc với cử tri các huyện Đất Đỏ, Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc và Côn Đảo qua trực tuyến. Từ ngày 11 đến 13 tháng 5, ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại các huyện, thị xã, thành phố qua trực tuyến hoặc trực tiếp tùy theo tình hình dịch COVID-19. Thiết bị, phương tiện, hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh và các địa phương phải đáp ứng tổ chức các hội nghị trực tuyến thông suốt. Chương trình thời sự tối tiếp tục với các thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, dịch COVID-19 lại diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Số tỉnh thành có ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng mỗi ngày một tăng. Du lịch nội địa cũng không còn thông suốt. Những địa phương dù chưa ca lây nhiễm trong cộng đồng vẫn phải hạn chế nhiều hoạt động liên quan đến du lịch. Nhiều hoạt động du lịch phải hạn chế, nhưng trong bối cảnh nguy cơ dịch COVID-19 lây lan nhanh không chỉ trên thế giới mà cả trong nước, các cơ sở doanh nghiệp du lịch đều đồng lòng đặt mục tiêu đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng lên trên hết. Vì vậy, duy trì hoạt động du lịch thời điểm này dù hết sức hạn chế luôn gắn với tuân thủ nghiêm mọi quy định phòng dịch. Cuối tuần, lượng khách đặt phòng tại các cơ sở lưu trú kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu rất thấp, chưa tới 10%. Lượng khách ít nhưng việc đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 rất được chú trọng. Hầu hết cơ sở doanh nghiệp du lịch đều bố trí nhân viên y tế trực ở tiền sảnh để kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu du khách rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, khai báo y tế và luôn giãn cách trong quá trình lưu trú. Phun dung dịch khử khuẩn cũng được nhân viên các cơ sở doanh nghiệp du lịch tiến hành thường xuyên. Tất cả các khách đi vào khách sạn thì đều được yêu cầu là đeo khẩu trang, rồi có đo thân nhiệt và khử khuẩn. Khi vào cuối lễ tân thì có khai báo y tế. Khách xuống nhà hàng thì mình vẫn yêu cầu là thực hiện giãn cách theo đúng quy định. Nhà hàng với sức chứa thì khoảng hơn 300 khách, nhưng mà khi khách vào nhà hàng thì khoảng
20% cái số lượng đó thôi. Biết được cái thông tin trước là khách đã đến từ vùng dịch thì bên em sẽ yêu cầu khách khai báo y tế trước. Nếu như mà vấn đề mà khách có thực sự là có vấn đề nghi ngờ thì em sẽ liên hệ với lại sở y tế để kiểm tra cái tình trạng của khách đó trước khi vào khách sạn làm thủ tục check-in. Khi mà đến quầy lễ tân làm thủ tục check-in mà khách có vấn đề gì, ví dụ như sốt trên 38 độ thì bên em sẽ hỗ trợ khách đến sở y tế để khai báo y tế trước. Bà Rịa Vũng Tàu chưa có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, thế nhưng với diễn biến phức tạp của dịch tại nhiều tỉnh thành cả nước, nhiều tour khách đoàn đặt lịch vào Bà Rịa Vũng Tàu trong tháng 5 và tháng 6 đã hủy. Một số đoàn đang thương thảo dịch vụ cho kỳ du lịch hè cũng tạm ngưng. Du khách đến Bà Rịa Vũng Tàu hiện chủ yếu là nhóm gia đình di chuyển bằng xe riêng, thận trọng lựa chọn những điểm du lịch vắng. Nói chung là mình cũng hạn chế đi tới chỗ nhưng là đông người. Mình nói chung thường xuyên phải có khẩu trang là được, rồi chuẩn bị nước rửa tay sẵn. Từ đầu tháng 5 đến nay, Sở Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu liên tục tổ chức các đoàn kiểm tra nhắc nhở những cơ sở lưu trú, kinh doanh du lịch tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch COVID-19. Qua kiểm tra, đoàn chưa phát hiện cơ sở doanh nghiệp du lịch nào lơ là trong phòng dịch. Trong những đợt kiểm tra như thế này, Sở Du lịch sẽ trước tiên là phải nhắc nhở các đơn vị, tuyên truyền vận động các đơn vị phải thực hiện tốt cái việc 5K và các công tác phòng chống dịch khác. Và khi phát hiện các cơ sở mà không thực hiện tốt cái biện pháp đó thì Sở Du lịch sẽ có những văn bản để chuyển những cái trường hợp đó cho các sở ngành khác để xử lý nghiêm cái việc mà thực hiện không tốt cái quy định mà tỉnh ủy, ủy ban cũng như ban chỉ đạo COVID của tỉnh đã ban hành. Chưa có cơ sở lưu trú kinh doanh du lịch nào trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông báo tạm thời đóng cửa vì dịch COVID-19. Nhưng với tình hình khách đến Bà Rịa Vũng Tàu dần thưa vắng như hiện nay, phương án tạm dừng hoạt động để giảm chi phí cũng là giảm áp lực lây nhiễm dịch bệnh đang được nhiều cơ sở doanh nghiệp tính đến. Mặc dù tỷ lệ cho vay với lĩnh vực rủi ro như bất động sản là tương đối thấp, thế nhưng tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục siết cho vay ở lĩnh vực này để tránh hệ lụy cho hệ thống ngân hàng nói riêng, nền kinh tế nói chung trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV chi nhánh Bà Rịa nhiều năm trước có dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản khá cao. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021 đến nay, ngân hàng này chỉ xét cho vay liên quan đến bất động sản với tổng dư nợ 34 tỷ đồng. Cộng dồn dư nợ của năm 2020 là 1.740 tỷ đồng, chiếm 22,8% tổng dư nợ. Nợ xấu trong hoạt động cho vay bất động sản hầu như không có. Khi tình trạng sốt đất được cảnh báo ở nhiều địa phương, BIDV chi nhánh Bà Rịa cũng kiểm soát chặt hơn quy trình xét duyệt, thẩm định hồ sơ cho vay mua nhà, thậm chí nói không với vay đầu tư kinh doanh đất nền, và chỉ cho vay đối với khách hàng mua nhà để ở tại các dự án đã được chính quyền địa phương cấp phép hoặc cho vay xây sửa nhà. Để mà kiểm soát cái rủi ro trong lĩnh vực cho vay bất động sản á, thì ngoài cái thẩm định cái giá trị của tài sản thì bên cạnh đó thì ngân hàng cũng tư vấn cho khách hàng về cái giá trị của đất và cái căn cứ vào cái nguồn mà thu nhập thực tế của khách hàng, cái nguồn khả năng trả nợ của khách hàng để ngân hàng cung cấp tín dụng cho khách hàng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu từ đầu năm đến nay cũng thực hiện kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay kinh doanh bất động sản. 4 tháng đầu năm nay, Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ thẩm định và xét cho vay với dư nợ 30 tỷ đồng. Và người vay phải có tài sản thế chấp là bất động sản. Đồng thời ngân hàng cũng chỉ cho vay tối đa 70% giá trị bất động sản được thế chấp. Bên cạnh đó, người vay phải chứng minh thu nhập để trả nợ, mục đích vay vốn, phương án trả nợ. Về ngành bất động sản thì cũng là một trong các cái ngành mà trước đây là Vietinbank cũng trọng tâm khai thác. Tuy nhiên là sau cái đợt họp giao ban đầu năm thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng như là các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Thương Việt Nam thì trong giai đoạn này thì Vietinbank và Địa Vũng Tàu thì riêng về ngành bất động sản là rất là phải thận trọng và đánh giá rất là cụ thể các cái dự án thực sự hiệu quả thì mới đầu tư. Kiềm chế cái sự tăng trưởng nóng của cái ngành bất động sản
theo đúng cái chủ trương chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu, dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đến nay đạt hơn 28.948 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 2021 khoảng 10%. Đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Do đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại tăng cường kiểm soát cho vay ở các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như kinh doanh bất động sản, tiếp tục khuyến khích mở rộng cho vay sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên nông nghiệp nông thôn. Trong cái lĩnh vực bất động sản thì ta chia ra nhiều mảng, mang tính thương mại và không mang tính thương mại. Nếu mà mang tính thương mại á, như là xây dựng là văn phòng cao ốc cho thuê hoặc để bán, xây dựng căn hộ chung cư để bán, cho vay quyền sử dụng đất hoặc là những cái nhà ở để bán, thì những dư nợ và liên quan có mang tính thương mại chỉ chiếm khoảng 5.000 tỷ so với tổng dư nợ là 4,5%. Thôi thì nằm trong tầm kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước. Điều này cũng phù hợp với sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước là trên hệ thống trên địa bàn là tập trung tín dụng vào những lĩnh vực sản xuất và những lĩnh vực ưu tiên, không tập trung vốn vào những lĩnh vực có tiềm ẩn rủi ro như là BOT hoặc là kinh doanh thương mại bất động sản. Theo các chuyên gia ngân hàng, việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay kinh doanh bất động sản là động thái để ngành ngân hàng vừa thúc đẩy tăng trưởng tín dụng vừa hạn chế rủi ro. Đây cũng là một trong những giải pháp cắt cơn sốt bất động sản. Thưa quý vị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa phối hợp với Công an tỉnh tổ chức làm thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho cán bộ chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh có hộ khẩu thường trú tại Bà Rịa Vũng Tàu. Việc làm căn cước công dân ngay tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh không phải đến các trụ sở Ủy ban nhân dân xã phường, vừa đảm bảo phòng dịch COVID-19 hiệu quả cũng như không ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Với phương châm nhanh, chính xác, hiệu quả, đội ngũ cán bộ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã hướng dẫn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện các quy trình thủ tục làm thẻ căn cước công dân. Đã có hơn 829 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có hộ khẩu thường trú tại Bà Rịa Vũng Tàu, được Công an tỉnh làm thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử trong đợt này. Vũng Tàu có một khu dân cư khác biệt so với các khu dân cư ở Bà Rịa Vũng Tàu và có lẽ trong cả nước. Cộng đồng dân cư tại đây hình thành từ khi hoạt động thăm dò khai thác dầu khí của liên doanh dầu khí Vietsopetro đi vào hoạt động. Khu dân cư là một bộ phận của chung cư 5 tầng nằm trên trục đường Nguyễn Thái Học, phường 7, thành phố Vũng Tàu và người dân địa phương thường quen gọi là Làng Nga. 40 năm trôi qua, Làng Nga trở thành biểu tượng của sự hợp tác đầu tư bền vững và của tình đoàn kết hữu nghị giữa hai đất nước Việt Nam, Liên bang Nga. Ghi nhận về Làng Nga, khu dân cư đặc biệt ở phố biển Vũng Tàu được truyền đến quý vị trong phần cuối thông tin thời sự trong nước và trong tỉnh của chương trình thời sự tối nay. Năm 1985, liên doanh Vietsopetro, nay là liên doanh Việt Nga Vietsopetro, xây dựng chung cư dành cho người lao động thuộc ngành dầu khí trên đường Nguyễn Thái Học, đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo. Trong khu chung cư trải rộng trên 10 hecta, có một khu vực dành riêng cho những lao động người Nga và thân nhân sinh sống. Tên gọi Làng Nga dần quen thuộc. Có thời điểm Làng Nga tập trung 2.300 hộ, gần 5.000 nhân khẩu. Trong khuôn viên Làng Nga có đủ công trình tiện ích, trường học, trung tâm thương mại, trung tâm y tế, vườn trẻ em, khu thể dục thể thao, nhà văn hóa. Công đoàn phía Nga chúng tôi đã làm được rất nhiều việc trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho các công dân Nga đang sinh sống tại khu 5 tầng. Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức rất nhiều sự kiện lễ hội nhân các ngày lễ lớn trong năm, tạo cho người Nga sinh sống tại khu 5 tầng cảm thấy vui tươi, thoải mái. Trung tâm thương mại trong Làng Nga diện tích gần 200 m², bày bán hơn 400 mặt hàng với đủ loại lương thực, thực phẩm xuất xứ từ Nga. Trong đó có những sản phẩm đặc trưng như phô mai, cá ajaka sông khói, bánh mì gối, rượu vodka. Ngoài ra còn có nhiều loại bánh Nga dừng sản xuất ngay tại xưởng bánh trong Làng Nga. Các loại bánh món ăn truyền thống Nga như bánh mì, bánh ngọt, há cảo được chế biến tại chỗ, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ngoài ra, chúng tôi có nhà ăn cung cấp bữa ăn trưa cho các chuyên gia Nga làm việc tại Vietsopetro và con em gia đình người Nga sinh sống tại khu 5 tầng. Làm phiên dịch viên tại Liên doanh Việt Nga Vietsopetro năm 2019, anh Maxim Chetmarev và vợ khi mới đến làng Nga đã được công đoàn và cư dân trong làng hỗ trợ rất nhiều để hòa nhập và thích ứng. Và điều khiến anh Maxim Chetmarev nhanh chóng yêu mến quê hương mới là không khí trong lành của phố biển, môi trường sống bình yên an toàn. Người dân phố biển dù bất đồng ngôn ngữ vẫn rất thân thiện. Khi sống tại làng Nga thì rất là thoải mái, bởi vì ở đây có cơ sở hạ tầng rất là tốt và các bạn bè của tôi cũng sống ở đấy, và cho nên tôi cảm thấy rất vui hàng ngày. Hiện tại làng Nga có gần 1.000 nhân khẩu, có những gia đình thuần Nga nhưng cũng không ít gia đình một nửa Nga nửa Việt, tạo nên sự giao thoa gắn kết mật thiết về văn hóa. Cư dân làng Nga cũng vì vậy mà càng gắn kết với cộng đồng cư dân Vũng Tàu trong hầu hết sinh hoạt kinh tế lẫn văn hóa xã hội và coi Vũng Tàu như quê hương. Bây giờ là phần điểm lại những vấn đề sự kiện nổi bật đã phát sóng trong tuần qua. Tăng cường triển khai các biện pháp phòng dịch COVID-19, tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương về phòng chống dịch, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đã yêu cầu người đứng đầu các sở ngành và từng địa phương phải nâng cao vai trò trách nhiệm lên cao nhất, phải sẵn sàng phương án ứng phó với tình trạng dịch bùng phát trên diện rộng. Theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh phải thường xuyên kiểm tra thực tế, lên phương án lập khu cách ly phòng dịch, tăng số lượng thành viên các tổ giám sát cộng đồng. Cũng theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, toàn tỉnh tạm dừng một số hoạt động vui chơi giải trí, tạm dừng đến trường tập trung đối với cấp học mầm non từ ngày 8 tháng 5, với tiểu học từ ngày 10 tháng 5, với trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên từ ngày 11 tháng 5. Trung tâm bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo và bảo tàng tỉnh ngừng đón khách tham quan từ ngày 8 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới. Từ ngày 8 tháng 5, các chốt kiểm tra phòng dịch COVID-19 trên 3 tuyến quốc lộ 51, 55 và 56 ở khu vực ra vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt đầu được kích hoạt. Ba chốt này hoạt động xuyên suốt 24/24 cho đến khi có thông báo mới. Tại các chốt, lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không thực hiện kiểm tra và khai báo y tế đối với người ngồi trên các phương tiện cá nhân, chỉ kiểm tra đối với hành khách trên các phương tiện vận tải công cộng. Mười hai trường hợp F1 liên quan đến bệnh nhân thứ 2999 là viên chức văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Châu Đức khi đi du lịch Đà Nẵng về. Các trường hợp này đã được cách ly tập trung tại cơ sở cách ly Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh và qua xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Huyện Châu Đức đã tiến hành khử trùng tại một cơ sở lưu trú, 80 nhà ở, 16 trạm y tế, 2 trường học và văn phòng đăng ký đất đai, trụ sở Ủy ban nhân dân huyện. Tích cực truy vết, Châu Đức xác định được 110 trường hợp F2 và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã ban hành quyết định cách ly tại nhà những trường hợp F2. 1.605 trường hợp F3 cũng được quản lý, theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú. Tuần qua, 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc hai đơn vị bầu cử của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh để vận động bầu cử. Tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng cử viên, trong đó có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, cử tri Bà Rịa Vũng Tàu mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ dốc tâm sức hoàn thiện luật đất đai, giám sát các công trình trọng điểm, quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tuần qua, đoàn giám sát kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử Quốc gia do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn, đã đến Bà Rịa Vũng Tàu kiểm tra khu vực bỏ phiếu mẫu tại khu phố 3 phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa và sau đó có buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh.
Ông Đỗ Văn Chiến yêu cầu Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ, chủ động các phương án bầu cử nếu dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn, làm tốt tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cần quan tâm đến công tác khen thưởng đối với các tổ chức cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử. Lưu ý các thành viên trong các tổ bầu cử chấp hành tốt các quy định 5K để đảm bảo an toàn cho cử tri khi bầu cử diễn ra. Từ ngày 4 tháng 5, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có 5 điểm tổ chức bầu cử sớm với gần 1.000 cử tri tham gia bỏ phiếu là người lao động làm việc trên các giàn khoan dầu khí và công trình biển thuộc Liên doanh Việt Nga Việt Xô Petro, cán bộ chiến sĩ trên nhà giàn JK1 và dùng 2 hải quân cảnh sát biển. 5 điểm tổ chức bầu cử sớm đều tập trung tại thành phố Vũng Tàu gồm sân bay Vũng Tàu, xí nghiệp vận tải biển và công tác lặn thuộc Liên doanh Dầu khí Việt Nga Việt Xô Petro, Bộ Tư lệnh dùng 2 hải quân, Bộ Tư lệnh dùng 3 cảnh sát biển và Hải đoàn 129 hải quân. Theo quyết định của Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, ông Vũ Đức Hải từng 10 năm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, gần 5 năm làm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận, đã được điều động bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 5 tháng 5 năm 2021. Nhận quyết định điều động bổ nhiệm, tân Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của lãnh đạo Tổng Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp và lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời hứa sẽ cố gắng hết sức thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tàu Grand Chian 25 khai thác tuyến dịch vụ CES của hãng tàu China United Flight đã cập cảng Tân Cảng Cái Mép TCTT. Lần đầu tiên tuyến dịch vụ CES mở tuyến tại Cái Mép Thị Giải, Bà Rịa Vũng Tàu, kết nối với các cảng trên tuyến hàng hải Á-Âu, đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa mạnh mẽ thị trường khu vực châu Á và châu Âu. Sự kiện tàu Grand Chian 25 khai thác tuyến dịch vụ CES vào Cái Mép Thị Giải thêm lần nữa khẳng định vị thế cụm cảng nước sâu Cái Mép Thị Giải tại Bà Rịa Vũng Tàu là điểm trung chuyển quốc tế hấp dẫn trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 9 tháng 5, rãnh áp thấp có xu hướng hoạt động yếu, mưa có xu hướng giảm dần. Đến nay và ngày mai, khu vực tỉnh có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông vẫn có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sấm sét. Nền nhiệt hôm nay tăng nhẹ, tuy không xảy ra nắng nóng, nhưng thời điểm trưa chiều vẫn khá oi bức. Khu vực có mức nhiệt cao nhất từ 32 đến 34 độ, tập trung ở phía bắc của tỉnh gồm thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, phía bắc huyện Xuyên Mộc và thành phố Bà Rịa. Các khu vực khác ven biển của tỉnh nền nhiệt thấp hơn, từ 31 đến 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm sét. Ngày mai trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Độ ẩm tương đối 76 đến 81%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm nay có mưa vài nơi, ngày mai trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, độ ẩm tương đối 80 đến 85%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có thể xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh và sấm sét, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Tại Vũng Tàu ngày 10 tháng 5, mực nước cao nhất 375cm xuất hiện lúc 13 giờ 30 phút, thấp nhất 165cm xuất hiện lúc 20 giờ 30 phút. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.